Trong đêm nay, chúng ta sẽ đến với Xém Cười, Đơm Đớm, Đi Vô và Ngủ Sắc. Bảo vệ thằng chủ, dậy lên, bảo vệ thằng chủ. Hai tao dây chính rồi bắn tao rồi ai diễn? Chuyện hút, cái gì vậy? Trời ơi, bắn tôi rồi ai chấm mấy bà? Lừa cái gì mà lừa giải rác nhất hay lười chay ra đường phố, lười nó khủng bố tầng ozone, lười héo hon vũ trụ, lười tích tụ một làng, lười lây lan từng cm, lười Vedex, lười Diva, lười tàn trữ, lười bao xô, Z Studio làng hài mở hội. Dạ em ở Cần Thơ. À, vậy là đồng hương với chị nè. Ủa vậy ở khúc nào? Cần Giờ. Cái xứ này là Dương Quốc Xà Nhàm. Xà Nhàm là sao? Gì? Là xàm với nhảm. Làm sao từ Cà Mau mà tôi về Thủ Đức tôi dứt có bầu được? Sao không được? Sao được? Ông bắn Bluetooth. Đồ chơi nào sẽ xuất sắc có mặt trong tập chung kết bảng? Anh có lời khen hết tất cả. Rất là có duyên. Đều mà hay mà răng rắc đâu vô đó. Làm bất ngờ liên tục xuất sắc. Không còn gì để nói. Mời đĩa. Mời đĩa. Xin kính chào toàn thể tất cả quý vị quan khách đã đến với bữa tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi của con trai tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, con trai tôi là một đứa con rất ngoan hiền, học giỏi. Và ngày hôm nay tôi tổ chức tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi cho... Tôi tổ chức tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi cho con trai tôi nhằm với mong muốn... Tôi tổ chức tiệc sinh nhật tròn 18 tuổi cho con trai... Cái gì vậy? Chỗ ông ta đang lao mà chàng ràng đứng nói lèm bèm gì không hiểu gì hết trơn chỗ. Trời đất ơi, tôi lèm bèm cái gì? Tôi đang đứng đây tôi tập nói để lát nữa mà tới tiết mục sinh nhật của con tôi đứng tới phát biểu trước đám đông. Nó đã mời bao nhiêu bạn bè nó tới mà. Khỏi cần tập cũng đủ ồn rồi. Gì vậy con? Ai lấy cái bồn tắm con đã mất tiêu, con phải đi tắm con. Ai đem cái phao qua đây vậy má? Má đó, má đem cái phao, cái bồn tắm của con ra đây cho dì hai. Tại bữa nay lau nhà mà cái nhà lớn quá, phải lấy cái bồn tắm ra lau nó mới đủ, chứ cái xô lau không có đủ. Má cái này là cái bồn tắm của con, má đem ra đây má lau nhà. Ý má nói con có mặt như cái nồi dẻ đó hả? Má xin lỗi con. Dì hai ơi, dì hai, thì nghĩ sao vậy? Dì đem cái này ra đây, dì lau nhà rồi hư cái mặt con tôi rồi sao? Dì nói sao? Dì nói cái mặt con tôi như cái bồn tắm mà, đúng không? Mà nó như cái nồi dẻ đúng không? Tôi chửi không đúng hay gì mà dì khóc. Khóc cho lặng lẽ, cãi lại chi cho thêm buồn. Mẹ ơi, nói coi kìa, nói một tiếng mà trả lời một tiếng à. Chị nghĩ làm sao? Tôi nói chị một tiếng, chị trả lời một tiếng. Đi vô. Má ơi, nghĩ làm sao mà đuổi bả, cái bả đi vô liền kìa. Chị hai, sao tôi kêu gì đi vô, cái gì đi vô liền vậy? Chị không thưa gửi tôi tiếng nào hết. Đi vô cho lặng lẽ, cãi lại chi cho thêm ồn. Má coi đó, người làm mà chả treo vậy đó, má đuổi bả đi. Thôi 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 mà má thương. Thôi bữa nay sinh nhật nè, đừng có buồn nữa. Vui lên, tươi lên, mặt vui lên. Má bữa nay là má chuẩn bị hết tất cả cho con rồi. Mọi thứ bàn tiệc má chuẩn bị hết rồi. Đặc biệt má có mời tới đây ảo thuật tạp kỹ cho con. Bao vui. Thiệt hả má? Thiệt. Ủa mà sao bạn bè con giờ này chưa tới? Hẹn tới giờ rồi. Tới rồi nè. Vô đi mấy đứa. Trời đất ơi, đừng con trời. Bớt nói cho sang. Ê, bây giờ cứu giãn chơi luôn. Ờ. Bị hết chưa? Lấy ghế. Lấy ghế. Ê, xin mặt vui mà không có gì hết trơn, vậy trắng que vậy. Ờ, thì mới chuẩn bị. À, đợi hả? Cảm ơn nha. Ờ, bác. Bác cái gì? Đồ ăn sống dọn ra. Hả? Ủa, nhân viên lên ơi, nhưng mà đợi nó vậy dọn đồ ăn ra. Hả? À, hả giả mặt vô chứ hả? Chiên nó học tiền mà lười biếng.
được cái gì mà lười chảy xác nhất hay lười trây ra đường phố, lười nó khủng bố tầng ozone, lười héo hon vũ trụ, lười tích tụ một làng, lười lây lan từng cm, lười vơ đét, lười đi va, lười tàn trữ, lười bao xô. Z Studio làng hài mở hội. Đuổi mày đi má, tao sao tao đuổi. Đứng dạ. Lại thằng mới vừa nãy là ai? Bạn mày đúng không? Dạ. Vô đây. Đi học về là đi đây học. Bác mới học về. Nhưng gì có bạn chơi lâu á, con chúc bác á, bác niên dây lão, trường thọ trường xuân, sớm làm mẹ thiên hạ, má thiên nhiên, một bà điên vũ trụ. Trời ơi. Ủa con, nãy con vô đây con có thấy cái thằng nào mà nó chửi bác xối xả nó chạy ra không con? Ai bác? Cái thằng nào nó vô đây nó chửi bác lắm, nó giống mày lắm. Cái mặt mày luôn á. Ờ, người giống người mấy hồi bác ơi, vô lộn nhà bác đó. Nhưng cái quan trọng là tại sao có một mình con vô đây, mấy đứa bạn mày không vô? Con của bác sống tốt quá, đức độ quá, có mình con chơi hà, các trường ghét lắm. Nhưng mà còn thông tin quan trọng nữa. Cả trường nó bữa nào á kéo nhau qua nhà Phúc dây lô chơi. Đúng cả rồi trường. Bữa nay luôn đúng chứ rồi. Bữa nào nữa kéo lại đi. Ừ, qua mọi đứa cầm trái bơm đặt vô chạy. Gì vậy mẹ? Mai ơi qua sinh nhật, qua sinh nhật. Mai ơi qua đặt trái bơm. Happy birthday. Cái gì mà quýnh dữ vậy? Mời tôi tới đây diễn ảo thuật mới vừa lú lên quýnh quá trời quá đất à. Ủa? Con tới đây diễn ảo thuật hả? Dạ mời con tới đây diễn ảo thuật tụi con nhóm ảo thuật Quỳnh Tiến Khoa nè. Ờ chào con. Quỳnh Tiến Khoa. Quỳnh Tiến Khoa hả mày? Mày dạ. Trời ơi. Trời ơi. Đỡ tao ra. Con không có ưa nó. Cái gì đây? Tại sao mày có mặt ở đây? Sinh nhật tao. Sinh nhật của mày. Ủa vậy là bữa nay con tới đây con diễn sinh nhật nó? Ờ con. Tưởng sinh nhật của ai? Sinh nhật của mày tao không diễn. Ủa vậy? Không diễn thôi mày. Ê diễn. Mày không biết đâu, ở trong trường cái thằng này nè, học ở trong trường không biết giàu nhiêu mà chảnh. Bạn bè nó không coi ai ra gì, từ thầy cô cho tới bạn bè nó đụng cái gì nó dán tiền trong mặt người ta ha. Mày coi thường bạn bè đâu có ai chơi với mày, còn thằng kế bên là thằng hèn suốt ngày tò theo để xin tiền. Một thằng hèn. Một thằng sang chảnh. Không diễn. Đứng lại Phúc. Mày điên quá đi, má mày mướn bỏ tiền ra mà kêu ở lại hành nó chơi. Má vô gì con, bây giờ con muốn xem nó diễn bằng mọi cách, má giữ nó lại cho con. Cái mặt mày lật hơn bánh tráng thằng kia luôn đó. Con bác nói con nghe nè, bây giờ thằng con bác nó thích con lắm, bây giờ con lại dù ít dù nhiều con phải diễn một tiết mục đi con. Một tiết mục đúng không? Một tiết mục thôi. Một tiết mục này là con miễn phí cho bác, tại vì ít nhiều gì cũng là bạn bè anh em chung trường với nhau. Không lẽ giờ sinh nhật của Zalo mà không có quà cho Zalo đúng không? À. Cho nên có một món quà dành cho Zalo liền. Ê có tao không? Mày xài chung luôn. Thích dạ. Đã vậy. Cái này là một cái tờ giấy. Biết tờ giấy này dùng để làm gì không? Gì? Mình sẽ đốt tờ giấy này, nó sẽ biến ra món quà cho bạn. Thôi mày ơi, trò chở búa. Trời ơi, đốt tờ giấy cái bài cái bông hồng mà chẳng biết. Đúng rồi. Vậy mày không lấy phải không? Có bông lấy à. Vậy thì tao mời mày đốt luôn. Thử nghiệm đi luôn hả? Ờ. Đốt nha. Ừ. Hơi. Hay quá con ơi. Cái cây đây rồi cái bông đâu? Bông đâu? Người ta là dùng bông, còn với mày thì không nên dùng bông mà mày nên dùng cái này nè. Hay quá con ơi, trời ơi xuất sắc. Trời ơi. Hay quá con ơi. Nó tặng cái này cho mày. Ý nếu muốn giật nước cho mẹ con mày trôi ra biển lớn. Vì vậy còn sao? Trời ơi, giữ nó lại. Biểu diễn cho con coi. Rồi. Thôi bác lại con, thằng con bác nó thích con quá. Mặc dù con tặng cho nó nguyên cái cây đó mà nó vẫn thích con. Thì thôi con ở lại con diễn cho nó đi. Con nói với bác rồi con không diễn. Thôi mà diễn đi, bác trả lương gấp đôi. 1 triệu. Không diễn. Rồi ấy, 2 triệu. Không diễn. Trời ơi, 5 triệu. Con không diễn. Có lấy tiền cho mà con không diễn. 10 triệu. Con nói với bác một lần cuối cùng nha, con người của con không dễ mua bằng tiền nha, bác đừng có làm như vậy với con nha. Bác nói bao nhiêu? 10 triệu. Vô diễn anh em. Ê, mở. Ta lật mặt 1, lật mặt 2, giờ mày lật mặt 3 hả? Bây giờ có tiền là tao lật mặt bất chấp. 10 triệu nếu như vậy diễn cho xong show này, tiền ngu gì không lấy. Chuẩn bị đạo cụ anh em. Bữa nay là sinh nhật của Zalo. Con sẽ chuẩn bị cho Zalo những tiết mục hoành tráng nhất.
Ồ, đã có bánh kem đây rồi, tại sao trong nhà không có một cái tờ băng rôn nào? Băng rôn đâu? Bánh kem đã có thì cũng cần phải có dao cắt bánh kem. Tiếng một bắt đầu. Chỗ ta. Hay quá anh em. Ta. Tự nhiên mất tốn tiền tốn bạc mà mày đòi con nói trảm cái bánh kem. Bác xin lỗi con. Bác kỳ quá, tiết mục đang diễn ra mà bây giờ vậy rồi. Ôi mà con ơi, bây giờ cái tiết mục vậy, bác không thích tiết mục này cho bác tiết mục khác được không con? Bây giờ cung phu bác không chịu đúng không? Ừ. Cung phu không chịu thì qua đến nội công và ảo thuật. Anh em gian trận. Gian trận đi bác. Dẫn công đến cái bàn tay lên coi. Quế lên. Đáng lắm. Hay quá. Chuyện. Hay quá hả. Đây. Xoay. 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 Trời ơi cái gì vậy. Cất. Dạ con chào bác. Tiếng một hay không bác? Trời ơi con diễn cái gì mà cái bàn nó bay thẳng ra trong mặt bác vậy con? Chắc cái mặt bác có sức hấp dẫn cho nên nó muốn bay vô. Bác biết mặt bác hấp dẫn mà. Dạ cái sức hấp dẫn của bác lạ lắm cho nên bất kỳ cái vật thể bay nào cũng muốn đậu vô mặt của bác hết á. Nói chung là thích tiếng một của con lắm, hay quá trời, hay xuất sắc. Dạ con cảm ơn bác. Hay quá. Bác đề nghị nè, mấy cái tiếng một mà giá trị xuất sắc vậy đó, coi ba đứa như cái bộ tâm sên điều hiu vậy lắm. Bác ra bác kêu bà con nào ngoài hai bên vô coi cho nó sơm tụ. Kêu chứ đông vậy? Mày điên quá đi, kêu đông vô làm nhục nó mới đã. À đúng rồi. Má kêu bà con nội ngoại qua kéo qua coi, mình bỏ tiền nhiều mà. Ờ ha, bác má bỏ tới 10 triệu bạc luôn. Dạ. Ê bác kêu, mà đâu còn ai bà con họ hàng đâu. Kêu hàng xóm láng giềng. Kêu hàng xóm, để má ra kêu hàng xóm. Bà con ơi, vô coi là hàng xóm ơi. Bây giờ sao, bây giờ tao tới đây tao diễn tiết mục sinh nhật cho mày, bây giờ tao diễn xong rồi. Bây giờ mày muốn cái gì nữa? Trò mày làm toàn trò mèo không mà, được bằng tao không? Ủa mày biết làm trò hả? Muốn mở mang tầm nhìn của mình thì lên đây. Mày dám không? Đi tao sợ mày hả? Lên đi coi. Nè nè, một hồi mày không làm cái trò là mày chết mày với tao nha. Nha. Tao làm được cái gì? Dĩ nhiên của chú tôi, mời bước vào. Bước vào đây. Ừ. Bước vô đây hả? Tiết một tiếng pháp được. Bắt đầu. Dạ. Trước tiên nè, nước không làm cái xô đầy nước nè. Trước tiên phải làm ướt diễn viên. Ê. Tao xong. Cái gì xong? Tao biến khô thành ướt. Trời ơi. Ai mà cái nước này là nước gì? Nè, nước này là nước giặt đồ dẻ nhà tao á. Cái thằng này nói là giỡn mà thôi. Thằng này đi. Ê, khoan. Tụi bay làm gì vậy? Đánh nó chứ làm gì? Mắc gì đánh nó? Nó đổ nước đồ dẻ vô đầu mày. Có gì đâu, bình thường. Bây giờ, ê Zalo, mày giàu đúng không? Ừ. Mày muốn tao tắm nước này đúng không? Ừ. Mày quăng tiền đó đi. Được, chuyện nhỏ, tao cho mày 500 ngàn đó nè mày. Tao xối 1k nè mày. Trời ơi. Cho mày thêm 500 nè mày. Tao xối 2k nè mày. Trời ơi trời. Mày dám tắm không? Tao cho mày 1 triệu. Tao bơi luôn nè mày. Mày điên vậy hả? Điên gì? Trời đất ơi. Nước này là cái nước gì mày biết không? Cái nước nó lau nhà đó. Nước lau nhà thì sao? Mày thấy ông xối dài ba gáo tao được 2 triệu bạc kìa. Gì tiền mà mày mất lòng tự trọng hả? Sao mày hèn vậy? Nhưng mà má tao cần tiền. Má tao đang bệnh ở nhà mày biết mà. Ba bệnh ở nhà mà ba có tiền uống thuốc đâu. Hằng ngày ba đi phụ làm cho người ta từ sáng cho tới tối mịt, bị người ta chửi vô trong mặt mày biết mà. Bây giờ nếu như tao xối ba cái nước này lên người của tao nè, tao có được mấy triệu bạc tao đưa cho má tao. Tội dạ gì tao không làm. Nào giờ tao giúp gì được cho bà? Thôi, trò này hết vui rồi. Bây giờ có nước rồi, tao muốn có lửa. Tụi mày muốn lửa tao coi đi. À, được rồi. Muốn nhanh rồi về. Hay quá ha, có tiền, muốn kêu nó làm cái gì cũng được hết. Ê, cái gì nào? Mày muốn múa lửa chứ gì? Tao sẽ múa lửa cho mày coi. Mày làm gì vậy? Uống dầu thôi. Chi vậy? Để tao múa lửa chứ làm cái gì, mày muốn múa lửa thì tao múa lửa cho mày coi. Ai mượn mày? Tao muốn thằng Khoa diễn,
À, nhưng mà thằng Khoa không biết múa lửa. Cái gì? Nó không biết. Nó không biết thì tao càng muốn xem. Sao? Mày chịu múa không? Chịu không? Nếu như mày chịu múa, tất cả số tiền này sẽ là của mày. 10 triệu đó, mày dám không? Dám làm không? Dám không? Tao múa. Khoa, mày cái gì vậy? Tụi bay đừng có quá đáng nha. Mày đưa đây cho tao. Ê, không mày có được đâu. Mày mới đưa đây cho tao. Ngày thôi đó Khoa. Phun lửa có một cái tao kiếm 10 triệu cho má tao. Nhưng mà tao vẫn lo. Trời ơi, bây giờ nó điên rồi, nó cháy rồi. Trời ơi, tao lắm rồi, đừng có. Tao phải mua, tao mua cho má tao mà. Khánh! Ê! Ê! Thằng Phúc nó em mà Khoa mua đó bác ơi. Bác hai ơi, bác hai. Tại sao vậy? Bác hai ơi. Con không biết. Tại thằng này nó xúi nè. Sinh nhật mày mà. Mày chơi. Mày xử lý đi. Ai bác ơi. Cái thằng phá gia chi tử. Mày hại tao rồi, mày hại cái nhà này rồi. Bao nhiêu trò mày không chơi. Tại sao nhà tao mày không đốt đi? Mày nghĩ sao mà đi đốt người? Rồi bây giờ nó chết rồi đó. Công an tới cộng đầu mày. Rồi tao ở với ai? Nói cho sàng. Bác Hai. Má, con có làm sao đâu má. Trời ơi, con là đi dân đi diễn hàng đêm mà. Con có chiều của con hết. Bữa nay con tới đây á là tao cho mày biết nha. Không phải có tiền muốn làm cái gì thì làm nghe. Mày coi thường người khác. Lỡ cái này tao biết làm. Nếu người khác không biết làm á, có hối hận không kịp nha. Tiền không có mua được nha mày nghe. Sáng con bắt mày ra. Má, bữa nay con giỏi lắm. Con kiếm được 20 triệu cho má mua thuốc chữa bệnh á. Mày chơi với mấy đứa bạn xấu đi rồi xấu theo. Ông bà nói đúng lắm mà. Con hư là tại bạn mà. Bi lý. Tại mẹ. Mày đứa bạn. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Một câu chuyện với tôi là một câu chuyện cũng khá là xúc động. Xin mời giám khảo Việt Hương. À, anh Hải với là anh Tài Hoàng Khánh hả? À. Bây giờ hình như là em mới đổi một cái tên là Tiến Khoa. Quỳnh Tiến Khoa là một trong những cái thí sinh mà trong cái nhóm Xém Cười đây là diễn viên chính. Anh ta cũng là người viết kịch bản rất là nhiều luôn. Kế bên bạn Phúc Zalo là bạn Minh Dự. Dạ, em tên Minh Dự. Minh Dự, duyên dáng điềm đạm hợp vai thằng Vàng với Phúc Zalo là nó giữ cái xương sống nguyên một cái đường lóc. Ồn mà đến khi mà nó nhào ra tới kia nó kêu sớm tôi mừng hết sức mừng thiệt nó bớt ồn luôn á Vàng. Anh Chí Tài khi mà thấy bạn bước ra anh mừng anh nắm tay tôi anh xúc động. Cái tôi mà hỏi làm gì vậy, dữ vậy, mê gái hả? Ông nói không, đã có người giả gái xấu hơn anh. xuất sắc không còn gì để nói. Chúc mừng em đổi một cái tên nghe thuận miệng, Tiến Khoa. Tiết mục này á theo cảm nhận của Hải thì là hoàn chỉnh nhất từ đầu tới giờ. Kịch bản là rất chặt chẽ, phân bố diễn viên rất là đẹp. Đẹp từ cách diễn cho tới là cách lời thoại. Tất cả mọi người ai cũng tròn vai hết. Và đem cảm xúc cho mọi người xem, cảm thấy rất là dễ chịu. Mình hy vọng rằng nếu bước tiếp vào cái dòng tiếp theo nữa, các bạn sẽ có những kịch bản hay như thế này. Trời ơi, mê rồi. Mê rồi. Mê rồi, anh Tài mê rồi. Mở màn
đi ra che cái quạt thì anh thấy cái ngoại hình rất là đẹp. Mở cái quạt anh muốn xỉu luôn. Anh cũng đã diễn kịch của Khoa viết một hai vở rồi thì cũng không lấy làm gì ngạc nhiên cho lắm, tại vì Khoa là một người viết kịch bản rất là tốt. Bữa nay mà có điểm mà anh muốn khen em là độc nhất là em làm ảo thuật, đặc biệt là cái màn cháy á. Anh không nghĩ là em đem lên sân khấu đâu, thiệt. Cái màn cháy thì là em muốn cảm ơn một người, đó là anh Công Chí, anh ảo thuật gia Công Chí. Đâu dạ, rồi? Em mời anh Chí. Mời anh ra đây, anh Chí rồi. Mời anh, chúng ta giờ một tràng vỗ tay cho ảo thuật gia Công Chí. Anh là người đã chỉ cho các bạn những màn ảo thuật này. Rồi, chúng ta đã nhận rất nhiều lời chúc mừng rồi. Và bây giờ sẽ là lúc hồi hộp chờ xem điểm số từ ban giám khảo ngày hôm nay. 10 điểm là cho xem cười. Rồi, bây giờ em mời anh Tài. Rồi, nè, lẹ đi, trời ơi. Đưa ra đi, nó kêu em nổi da gà rồi kìa. 10 điểm. Và số điểm của ca sĩ Lý Hải sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là phần trao điểm của 100 vị khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Và số điểm từ phía 100 khán giả đêm nay dành cho đội xém cười các bạn sẽ là 9,6 điểm. Xin chúc mừng. Bà thấy ông người bà khỏe không? Khỏe, tôi nói tôi khỏe, ông cứ kèo kèo tôi hoài là như tôi ốm yếu lắm vậy. Tôi lo cho bà đó mà. Khỏe lắm rồi, hôm qua nay là coi như mấy bữa nay là tôi thấy tôi khỏe. Vậy tôi vui nữa. Vui hả? Trời ông ơi, là nghe tin mình trúng vé số á. Cái bà con tao ôm kéo tới, trời ơi. Vui không mà vậy nè, thôi không mấy giờ, bây giờ từ bữa giờ mình nhận nhiều bà con lắm rồi. Thôi bữa nay mình kết sổ đi. Hết tiền rồi. Hết tiền gì? Mấy tờ mà từ qua giờ đưa đâu có nhiêu đâu. Còn tiền. Tất cả chú ý, bao dây khu vực, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Yes sir. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy ông ơi? Tất cả chú ý, kiểm tra xung quanh xem có bắn tỉa hay không, có mìn hay không. Yes sir. Cái kiểm tra mìn là sao? Trong người ta đâu có mìn. Báo cáo chị hai, ở đây không có mũi. Mày điên hả? Mày điên hả? Đưa cái vợt bắt mũi sao dò mìn? Hợp nhau. Báo cáo thương chủ, ở đây tuyệt đối an toàn. Ủa nhưng mà con là ai rồi mấy người này vô làm rần rần bảo vệ gì tôi làm gì vậy? Trời ơi, con tới đây là để bảo vệ cho hai ông bà. Hai ông bà không biết gì sao? Không. Năm châu bốn bể, ai ai cũng biết hai ông bà vừa trúng 5 tờ vé số độc đắc. Có tiếng văn, bảo vệ thương chủ. Bảo vệ thương chủ, chạy lên bảo vệ thương chủ. Bảo vệ mà chịu tao. Hai tao dây chính là bắn tao rồi, ai diễn? Tất cả chú ý, chuyển hướng. Dạ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, bắn tôi gọi chấm mấy bà. Ê, mày bắn ba người dưới là hồi nữa không điểm không luôn đó. Chứ giờ bắn ai? Bắn ngăn, bấm ọt đó. Táo ương đó. Thì ra tất cả là cái thằng bấm mọt này hả? Hey! Mày mướn người hay quá. Dạ. Nó cầm súng nó mạnh lắm nha. Nó chạy cái lòi ra một con bê đê. Ê ông ơi, súng đồ chơi. Dạ dạ. Từ nãy giờ con nói vòng vòng, bây giờ bà không biết con là ai. Ai vậy? Con đã nói rồi, con tới đây bảo vệ cho ông bà. Bởi vì chúng ta là bà con xa với nhau. Bà con xa là sao, giải thích coi. Mời ông bà lên đây, con sẽ minh chứng cho ông bà. Đây, mời ông bà lên đây. Trời ơi, cái cây. Đây, cái cây này là minh họa cho cái gia phả của ông bà. Đây, cái thân cây này là minh chứng cho ông có tổ và bà có tổ của hai ông bà. Đây, cái nhánh này nè,
là ông bà nội nè, nhánh này là ông bà ngoại nè, những cái nhánh xung quanh là gì 6, gì 7, gì 5, gì 4, gì 3 là cô chú họ hàng của ông bà. Rồi vậy ông bà nằm đâu trong cái cây này? À, ông bà là cái khung sắt này nè. Ủa rồi cuối cùng con bà con xa là con nằm ở đâu? Con là cái cây bên kia kìa. Được vậy cũng dính họ hàng xa nữa hả? Thì là bà con xa con phải nằm xa chứ. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta là bà con gần với nhau. Ủa sao gần nữa không hiểu? Con kêu bà bằng gì? Bà. Bà kêu con bằng gì? Con. Bà con. Lội tứ Cà Mau lên đây đó để con bảo vệ cho hai ông bà. Từ nãy giờ hai ông bà đã trải qua nhiều cảm giác hồi hộp, cũng có vui vẻ cũng có, đúng không? Dạ, bây giờ cho con tiền con làm vốn đi. Ông mập thiệt, vô nó nhận bà con cái này chắc sạc nghiệp chứ. Có gì đâu cho đây nè, cầm đi về làm vốn mở con cái... Cảm ơn ông. Dạ mày điên quá. Mướn 5 đứa vũ đoàn vì chi là 5 triệu đưa có 1,5 triệu. Bây giờ nhận là phải hỏi rõ ràng chứ, người ta vô ta lợi dụng mình không thôi à. Phải nhận bà con nó mới rồi, vui vô ngồi đi đi thằng bà phải nhà này không con, để mà vô nói chuyện với người ta cho đàng hoàng coi, phải con gái má đẻ đâu làm gì làm vậy được. Ra đón bà con. Tôi đây á muốn làm rõ một chuyện, thằng quỷ này nè nó là quỷ yêu rau xanh. Nó nghĩ sao con gái tôi mới 19-20 tuổi thôi, nó làm nhỏ có bầu trình hình luôn là sao? Bà bớt bớt khoan quát hốt quảng. 75 tuổi khả năng đâu còn. Con gái chị là bây giờ có bầu bao nhiêu tháng rồi? Được bao nhiêu 4 tháng rưỡi rồi chị. 4 tháng rưỡi? Đúng rồi chị. Bà chị ở đâu? Tôi ở Thủ Đức. Tôi nhớ rồi. Cái gì? Cách đây đúng 4 tháng rưỡi. Tôi với ông có đi phượt ở Cà Mau. Rồi sau đó ông xin tôi 5 phút, ông đi giải quyết công chuyện riêng của ông. Rồi trong vòng 5 phút đó, ông từ Cà Mau, ông nhào ra Hà Nội, ông lộ xuống Hải Phòng, ông vòng qua Phú Yên, rồi ông tiến về Đồng Nai, sau đó ông ba về Thủ Đức, rồi ông dứt con ta có bầu, đúng không? Mà có điên không? Làm sao từ Cà Mau mà tôi về Thủ Đức tôi dứt có bầu được? Sao không được? Sao được? Ông bắn Bluetooth. Con gái bà đâu mà đưa vô đây? Con gái tôi, quên nữa. Út mén, út mén, vô đi con. Phật làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sóng phun đường. Mẹ ơi, hey. Cạnh nhà neo đơn. Ông thấy không? Ông hãy nhìn kỹ người đàn bà với gương mặt đàn ông này đi. Trời, tôi không ngờ. Tôi không ngờ ông lại làm cho con người ta có thai. Ủa sao bữa nay bà Thoại vô dây giống ngũ sắc vậy? Nhiều kia quá. Em không cần gì hết. Em chỉ cần anh chị cho em một số vốn. Em sẽ cùng con em đi trốn. Đúng nghi rồi. Ba. 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 Ủa tôi có một con già hơn tôi luôn hả? Con là con ba mà ba quên rồi hả ba? Đã lâu rồi con mới được áp mặt vô lồng ngực của ba. Lồng ngực của ba thật là ấm áp. Má. Má. Cái gì vậy? Mày làm cái gì vậy? Áp mặt vô ngực má. Ôi thời gian thật là tàn nhẫn. Con là con trai của ba mà. Con ba nhớ đi, hồi nhỏ 3 tuổi con ra khỏi nhà đó ba. Con lăn lộn với giang hồ, ba nhớ đi ba. Bây giờ con nghe là ba má trúng vé số, con về đây con bảo vệ ba má. Con biết là sẽ có người vô đây để mà lừa gạt ba má. Nghe, nhưng mà nghe tôi nói ông, nè. Ông, nghe tôi nói nè. Thôi kệ đi, ổng là cái gì cũng được, có miễn giải quyết được hai người kia cho mình là được rồi. Ba má đẻ con. Thôi. Hai ông bà này là ba má tôi. Cho nên là bà mà đụng vô ba má tôi là bà đụng tới tôi. Bà hiểu chưa? Bà dám đụng vô tôi không? Nè. Gì vậy? Này, ba đỡ con dậy. Đứng lên coi. Trời ơi, cái gì mà
con bị gai cột sống. Trời ơi. Má má yên tâm, hôm nay con không tới một mình, con tới với 500 anh em giang hồ là viện dưỡng lão đang đứng ở ngoài kia. Tụi kia không về là con tự tử ngay tại đây. Tụi mày có về hay không? Má, ông nói ông ơi, ông làm cái gì vậy? Tôi lỡ tay rồi. Lỡ cái gì? Có sao không con? Sao không? À, alo bệnh viện hả? À, mổ được thừa bao nhiêu tiền? Anh 50 triệu, à, ba má cho con 50 triệu đi. Trời ơi, ba, ra cũng vậy. Ba đâm con. Má con dao giả. Ủa, dao đạo cụ hả? Tôi điên thiệt á. Vô làm trò điên trò khùng không mà. Tôi không có tiền. Cái bây gì? Giờ tùm lum tùm la rối quá à. Bây giờ ông lấy tiền ông đưa người ta đi. Mình còn tiền nhiều lắm. Mình trúng tới 5 tờ lận mà. Tôi hết tiền rồi. Sao hết tiền? Bữa giờ tôi đưa tiền cho người ta là toàn là tiền dành dụm của vợ chồng mình không đó. Cái gì? Ông nói gì tôi không hiểu gì hết trơn trọi vậy. Tiền dành dụm gì? Tiền đó là... Tiền dành dụm của hai vợ chồng mình tôi đưa cho người ta hết rồi. Cái tiền dành dụm của hai vợ chồng mình. Ông nói là ông lấy là ông chữa bệnh cho tôi đúng không? Nhưng mà tôi không muốn. Căn bệnh của tôi bây giờ tôi nói thiệt với ông là bây giờ nếu có chữa thì cũng kéo dài thêm 2-3 tháng nữa thôi. Tôi muốn cái tiền đó là tôi đi để cho ông dưỡng già. Thì tại sao tiền ông đưa cho người ta rồi ông nói là ông trúng vé số là sao tôi không hiểu. Ông lỏng cầm rồi hả? Ông nói tôi là hôm nay bận đồ đẹp đi, giày dép trang điểm, tóc tai. Thật sự à, tôi không có lẩm cẩm đâu. Bà nghĩ đi, bà không chịu trị bệnh, bà để dành số tiền đó cho tôi dưỡng già, bà làm vậy tôi vui không? Hai vợ chồng mình từ nhỏ ở trong viện mồ côi, gặp nhau lớn lên cưới nhau, không có được một người bà con thân thích. Tôi thấy bà sắp chết, tôi mới giả bộ trúng số. Tôi nói ai tới thì tôi cho tiền. Mọi người kéo tới. Tôi biết chính những người này đến đây không phải là vì họ thương mình, họ chỉ vì tiền thôi. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn là cuối đời bà chết, bà cũng có được họ hàng, cũng có được người thân. Chỉ cần bà vui là tôi làm. Mẹ, mẹ thấy chưa? Mẹ coi hoàn cảnh của người ta kìa. Mẹ bắt con làm khùng làm điên, giả gái làm điên làm khùng lên vô nhà người ta đòi tiền. Hai bác. Ờ, cái gì? Sao con xin lỗi hai bác. Con thay mặt mẹ con xin lỗi hai bác. Ờ, hôm ấy hai bác cứ coi con như là con cháu trong nhà nha hai bác. Ba đỡ con dậy. Trời ơi, sao còn chưa ra dai nữa? Ba. Cái gì con? Con không cần mổ được thừa nữa. Bây giờ con hứa với ba luôn, khi nào mà má mất mà con sẽ là người mà đứng ra để mà hương khói. Thương lắm. Dạ. Tao mày chưa biết ai đi trước ai đâu. Anh chị sẵn coi em là đứa em gái trong gia đình luôn nha. Thôi bây giờ vậy. Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm. Thương quá, bây giờ có người thân rồi. Bây giờ mình đâu có cô độc, mình có họ hàng rồi đúng không? Bà phải sống khỏe, tinh thần bà phải lạc quan. Dù cho có bệnh, bà vẫn phải sống với tôi nghe chưa? Tôi hứa. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật nóng. Hứa với anh một câu sẽ đi chọn tới cuối cùng. Đây là một cái tiểu phẩm mà tôi rất là thích. Và tất cả những diễn viên ở trong tiểu phẩm này đều làm hoàn hảo cái vai trò của mình. Hôm nay không có người nào dư thừa một câu cứu nào hết trơn. Chỉ có dư chút là bé này cười thôi. Còn không ai dư vậy. Đều mà hay mà răng rắc đâu vô đó. Chịu quá, hôm nay tụi em không có còn gì để nói. Chỉ có lợn cợn cúc gắn lại với nhau. Em phải dứt người ta. Thôi bà đừng nói nữa. Mình có chúng độc đắc đâu, lắng xuống. Hiểu không? Yeah. Xong nhả lại cái kia. Theo cảm nhận của Lý Hải thì cái tiểu phẩm này
phải nói là rất tuyệt vời. Các bạn làm bất ngờ liên tục. Các bạn nghĩ ra những cái chiêu thức mà để đi vòi tiền hai vợ chồng này rất là có duyên. Rồi tiếp tục nữa là đứa con nữa là vô là cũng như là không khí của nó càng tăng lên nữa. Bản ID của các bạn quá tốt cho nên buộc lòng vẫn là điểm số từ chị Việt Hương sẽ là 10 điểm. Và số điểm từ nghệ sĩ Chí Tài sẽ là 10 điểm. Số điểm từ ca sĩ Lý Hải sẽ được giữ lại cho đến cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Và khán giả tại trường quay của chúng tôi quyết định dành cho Đom Đóm số điểm là 9,7 điểm. Xin chúc mừng đội Đom Đóm. Kính thưa các ông bà, chúng con chân thành cảm ơn các ông bà đã đến tương lai để sửa sai cho nền nghệ thuật của tập đoàn Bảy Bọt chúng con. Bây giờ, chúng con xin phép được đưa ông bà trở về với thời hiện tại. Chúc ông bà lên đường vui vẻ và an toàn. Mà cái đồ này khó đi muốn chết luôn. Nói nghe nè, mấy ngày nay mình kiếm hoài không gặp gì ba. Bây giờ chị đói. Chị đói hả? Ừ. Kệ chị đi. Mấy ngày nay hai chị em mình có thằng nào ăn cái gì đâu. Trời ơi. Sao rồi? Kiếm được gì ba không? Ba không? Dạ chưa. Rồi hai người sao? Chưa có kiếm được gì ba. Ê, người cả. Không sao đâu, cái ông đó không bị mù, ngày nào ông cũng ngồi đó hết trơn á. Ủa vậy hả? Ừ. Nói nghe nè, kiếm không có gì ba, nhưng mà anh đã tìm ra cái điều khiển rồi. Hả? Vậy đi. Chưa được. Sao vậy? Không có tìm được gì ba sao về được? Mình phải tìm cho được gì ba mới được chứ, đâu có thể bỏ gì ba được. Cũng tại hai người á. Sao? Từ tương lai đi về hiện tại thì để cho con máy thời gian nó chạy từ từ. Đã đi lố rồi mà hai người còn giành giật làm rớt cái điều khiển rồi rớt cả đám xuống đây nè. Khoan, trời, bữa nay làm gì ăn mặc kỳ cục vậy? Thật ra đó, hai anh muốn vô hoàng cung để nhờ quyền lực quốc vương giúp tìm dì ba. Nhưng mà ngặt nổi á, trong hoàng cung bây giờ chỉ tuyển toàn là thái giám với cung nữ không hà. Mà làm thái giám á thì một đi không có trở lại. Vào hoàng cung à? Chuyện nhỏ. Anh ơi, anh có cách hả anh? Với vẻ đẹp của hai em thì anh đưa vào hoàng cung có gì đâu khó. Ủa, mù mà cũng biết nữa hả? Ủa mù hả? Quay nói tôi mù. Đeo mắt kiến đó. Ủa bộ quy định đeo kiến là phải mù hả? Hai em về đợi của anh đi, anh sẽ làm cho hai em tỏa sáng. Em hả? Ừ. Nhưng mà em chỉ muốn vào cung thôi. Anh có cách cho em vào cung hả? Có. Đi không? Dạ đi. Vậy thì lên đường. Mày nào đây, làm thân quen với các ngươi. Các ngươi vào tìm ai? À, các ngươi đói à? Quân hầu. Dạ. Hãy dọn cho bọn chúng một trái cà thiêu và một tô cơm hả? Bớ Dương Lệ. Dương Lệ ơi, năm xưa năm xưa ta như mi còn là huynh là đệ. Hạt cơm ta mi ăn bát nước ta mi uống tiết đông sang. Ta lo mi lạnh cháo hồ cô mặc hoài lúa gấm để cho mi yên tâm theo bề học dẫn. Ta tặng cho mi riêng một thơ phẩm. Tao là nữ hoàng mà tự nhiên ca Dương Lễ ở đây làm sao? Để. Quân sĩ, lui hết ra đi. Bốn gã tội đồ này để nó cho ta xử lý. Quỳ xuống. Quỳ.
Trưởng bầy gà ha. Ủa, dì ba đúng rồi con nè. Dân không? Nín mày. Hả? Cút qua chưa ca giọng cổ mà gà dám gái hả con? Anh Sáu nhớ chưa? Hương sĩ. Dạ. Canh gà này cho cẩn thận. Kể từ giờ cho đến cuối đời, chỉ cho gái chứ không cho hát. Nát. Mày gái tiếng nữa tao nhổ lông mày liền đó. Anh Long. Chung Vô Diệm. Dạ. Tập 3. Chung Vô Diệm chỉ 6 hồi, mới hồi 1 không cho mượn tiền ngã ra chết ha cưng ha. Em với chị ha, chị nhớ kỹ lắm. Quân. Dạ. Đem cô này đi sửa toàn diện cho ta. Cảm ơn chị ba, cảm ơn chị ba. Lấy hình mẫu Chung Vô Diệm sửa y chang vậy cho nó. Một cây nó có giá trị hơn 5 chỉ. Hình quá, lúc trước tôi không có làm gì bá trơn. Đứa nào thắt cổ phi dao? Em. Rồi hát má phi dao quê thắt cổ bà bầu phải không? Đúng rồi, dây nói sao hợp. Đúng rồi. Quân, đem con nhỏ này bỏ tù treo. Yeah. Tù treo. Treo, treo còn đỡ. Bỏ vô tù rồi treo nó lên vách. Dạ, em kép tránh bình thường của chị ba rồi chị ba. Chị giữ của em một cây vàng đúng không em? Dạ đúng rồi, em đưa chị đúng một cây luôn á. Có một cây vàng thôi mà mày xúi tụi nó tổ chức cái sinh nhật tao như cái đó mà. Mày tưởng tao ngon hả? Mày tao cái đầu dây món nợ là mày hả? Cái tội của mày đó không thể nào mà xử bình thường như mấy đứa này được. Xử sao? Thái giám quan đưa nó về đội cho chế. Ba ca giọng cổ cho nghe nha. Dì ba. Dạ. Dì ba. Ủa, dì ba không có quên tụi con phải không? Tụi bay có thịnh tro tao không nhìn ra tụi bay. Tự nhiên bốn đứa con rớt xuống đây lang thang ở ngoài đường, nhịn đói gần chết còn dì ba được làm nữ hoàng là sao? Cái hôm mà tụi mình từ tương lai trở về hiện tại, đúng không? Đúng rồi. Đi lố qua cái tụi bay giành giật cái điều khiển đi rớt cái máy xuống xứ này cái âm, dì ba mới phát hiện ra cái xứ này là Dương Quốc Sa Nham. Sa Nham là gì? Là sàm với nhảm. Hiểu không? Đó, ở đây nó có cái vậy nè. Ông vua ở nước này á, ổng bị á khẩu mấy năm rồi. Ổng không có nói chuyện được, mới ra cái quy định ai làm cho ông nói chuyện được sẽ truyền ngôi. Hôm bữa đó tao rớt chung với tụi bay xuống cái gió bạc, tao qua rớt vô cung điện ổng một cái phạm. Ngay cái giường ổng, ổng thấy tao ổng bật dậy ổng nói một chữ liền. Tao nói cái gì? Quỷ. Xong cả hai chết luôn. Cái điều khiển tụi con kiếm được rồi. Kiếm được rồi. Nhưng mà con thấy dì ba hiện giờ làm nữ hoàng coi như là cũng là hạnh phúc, cũng yên phận dì ba rồi. Thôi bây giờ dì ba ở lại, tụi con về nha. Bảy, tào lao. Mày không cho tao làm nữ hoàng thì không sao, chứ ở đây không có hát cải lương. Mày không cho tao hát cải lương, tao chết liền á. Vậy hả? Vậy thôi. Dạ muôn tâu nữ hoàng, đã đến giờ đăng đàn hành lễ. Ê, đăng đàn rồi. Đăng đàn rồi sao? Thôi về đi, về đi. Nữ hoàng thiệt đó con. Nữ hoàng ngon lành lắm á. Không có bị đứa nào chửi tao muốn ca ca cả cung điện nó lật lè lật lội mà nó không dám nói tiếng nào hết á. Mấy giờ vậy nè, xin lộn lại mấy cô dì ba ở đây làm nữ hoàng
chạy vài bữa cho biết đi rồi về. Ba ngày thôi, rồi nhất định 3 ngày. Vậy ha. Nữ hoàng. Này nội giám quan. Dạ. Đây là thân quyến của nữ hoàng. Bây giờ ta truyền lệnh hành lễ đi. Dạ quyến sao? Dạ quyến sao? Dạ quyến sao? Lên luôn. Muôn tâu nữ hoàng, mời nữ hoàng lên giàn quả, có nghĩa là đốt lửa lên, thưa nữ hoàng. Cái gì vậy? Dạ, đúng vậy đó nữ hoàng, chính là quả thiêu đó. Tại sao là nữ hoàng? Nữ hoàng duy nhất của Dương Quốc, tại sao quả thiêu ta? Tại vì người là nữ hoàng, cho nên phải hiến thế người tiếp theo cùng tiên đế ra băng hà. Quên. Tôi là nữ hoàng. Các bạn đã trở lại với chúng tôi, không đến một hành tinh nào khác. À, Việt Hương theo các bạn 11 tập, tới tập này là tập thứ 11, cho nên tôi biết được hành trình của bà Ba Bèo, cũng như là hai cô đào hát, hai anh kép hát. Nhưng hai ông anh của tôi liên tục phải hỏi là Hương ơi, cái gì vậy? Ai đang làm gì? Nhất là cái người nào mà yêu quý các bạn ở tập 1, tập 2, tập 3, nhưng nhỡ đến khi cái tập mà rớt ở không gian khác họ không coi thì lại không hiểu. Anh có coi một vài tập trước thì anh cũng hiểu sơ sơ về cái nội dung của cái nhóm này, nhóm ngũ sắc này. À, nói chung á thì anh hiểu, nhưng mà có đoạn đầu thì anh không hiểu lắm nên anh mới hỏi gì Hương. Theo Lý Hải nghĩ, ví dụ như muốn vô cái tiểu phẩm này á, để cho có thể tất cả các khán giả mà ai xem trước hoặc là chưa xem người ta hiểu, thì các bạn phải ra câu nêu đầu tiên của cái tiểu phẩm này là cái gì. Đó, sau đó rồi bắt đầu mới dẫn dắt khán giả đi tiếp. Thì nói chung là các bạn về nói kỹ thuật biểu diễn rồi bạn hát thì rất là tuyệt vời. Đây, tôi có lời khen cái cô đứng bên đây nè. Dạ, trời đất ơi, cổ đánh võ mà cổ kẹp, cổ có quật xuống quá chứ. Có võ thiệt không? Vũ đạo. Dạ, trời. Còn riêng bản thân Việt Hương, nếu tôi ở trong cái làng này, ha, bà Sáu trong làng này thì bà Sáu đi theo suốt với lại 5 bạn rồi. Vẫn duyên dáng như vậy, vẫn hết mình như vậy. Hay ho, dễ thương, duyên dáng. Tập dữ lắm mới được như vậy. Dạ thôi, bây giờ em nghĩ là mình tới phần quan trọng là cho điểm đi. Xin mời nghệ sĩ Việt Hương. 9.5. Số điểm của nghệ sĩ Chí Tài. À, Tài thì rất là thích cải lương. Thật ra là phải xin 10 điểm.
Điểm tốt của ca sĩ Lý Hải sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Và bây giờ sẽ là phần cho điểm của 100 khán giả tại làng hài chúng ta đêm nay. Xin mời. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Chị cho em hỏi là cái địa chỉ này ở đâu vậy chị? Em ơi, cái địa chỉ này nó ở cách xa đây lắm á. Dạ. Em đi tới đó hả? Dạ, ở đây có trạm xe nào không chị? Có em. Ở ngay góc đường có mấy cái trạm xe. Dạ. Giờ này thì chắc xe sắp tới rồi, thôi em ngồi đợi đi. Rồi chút dạ. Xe tới rồi đi ha. Dạ, em cảm ơn chị. Ừ. Chị, lấy em chai nước suối luôn nha chị. Ừ. Ủa mà em, quê em ở đâu vậy? Dạ, quê em hả chị? Nhìn em giống người dưới quê mới lên ha. Dạ, em ở Cần Thơ. Cần Thơ? Dạ. Vậy là đồng hương với chị nè. Ủa, chị cũng ở Cần Thơ nữa hả? Ừ, đúng rồi. Chị ở khúc nào? Cần Giờ. Em thấy hai cái tỉnh nó đâu có đồng với nhau đâu chị. Không, em cũng cần là gần á em. Dạ. Dạ, chị vui tính quá. Dạ. Em ơi. Dạ. Cất cái điện thoại vô, còn không á gọi điện thoại, đi vô chỗ nào kính đó mà gọi. Ở đây tụi nó ghê lắm, tụi nó giật điện thoại em đó. Không sao chị ơi, em có chuẩn bị tinh thần hết rồi, em cầm chắc lắm. À, không sao chị. Chị. Bao nhiêu đứa tới đây nói biết bao nhiêu lần, không có đứa nào nghe hết trơn á. Rồi đứa nào cũng giống đứa nào, đi ra một cách tuyệt vọng nè. Thở hổn hển. Mệt quá. Ngồi. Trời. Chị ơi, em dí nó không kịp chị ơi. Đó, chị nói với em rồi, ở đây tụi nó manh động lắm. Em làm gì cũng phải cẩn thận. Chết rồi, bây giờ không có điện thoại, sao em liên lạc với ai được đây? À, hay là chị có cái điện thoại nè, mà điện thoại bàn. Ủa sao kỳ vậy chị? À, tại vì hồi đó lúc mà chị mới mở cái quán này nè, một ngày mất mấy chục cái điện thoại luôn em. Trời ơi, chị bị mất mấy cái chục cái điện thoại lần hả? Không, điện thoại người ta. Để chị lấy điện thoại bàn, gọi nha. Dạ, dạ thôi được rồi chị ơi. Ai mua giùm xin gom đây ăn vô thơm miệng. Chỉ có mười ngàn một dĩ, mời các em mua xin dạ. Gom chị đi em. Dạ thôi, em đang buồn, em không có mua được đâu chị. Sao em buồn? Em mới bị mất điện thoại. Trời ơi, mất điện thoại hả? Ở đây tụi nó mất hoài. Mà chị nói nghe nè, mất điện thoại thôi mà, của đi thay người. Thôi bây giờ mua giùm chị đi xin gom đi nha. Dạ thôi, em không mua đâu chị ơi. Mua giùm chị đi mà, chị bầu bì mà em. Ủa? Chị có bầu hả? Em tưởng chị mập. Trời đất ơi, cái con nhỏ này đừng có xạo quá nha. Bầu bì gì 3 năm rồi chưa đẻ nữa. Trời, em đẻ năm 1, hai đứa này đứa thứ 3 rồi. Mua giùm chị xin gom đi em. Dạ thôi, em không mua đâu. Chị mời mẹ không mua thôi. Thôi, chúc em thành công trong cuộc sống nha. Mau kiếm tiền mua lại điện thoại mới nha. Chị đi đây. Dạ, cảm ơn chị. Ây da, chết rồi. Ây da. Chị sao vậy chị? Em ơi. Chị sao vậy? Chị mắc quá. Ủa chị, đây có nhà vệ sinh không chị? Nhà vệ sinh hả? Người ta mắc đẻ chứ đâu mà mắc nhà vệ sinh. Giờ sao chị? Em cứu chị đi. Em không biết đỡ đẻ. Mở ra cho lên. Thuốc ở đây hả chị? Mở ra đi. Em mở ra. Mở ra luôn. Dạ. Mở ra cho lên. Dạ rồi. Em mở chưa? Dạ rồi. Cho vệ sinh 50 đi. Ủa vậy là sao chị? Là bị lừa rồi đó em. Ủa sao là sao em? Chính tay em mở hộp xin gom đúng không? Chị đâu có hề mở. Em phải trả tiền chứ. Nè thấy không? Rồi, rớt rồi. Bụi không ai mà mua nữa. Em mua giùm chị đi cho lớn. Giờ hết rồi ai mua nữa. Trả tiền chị nha nè. Giờ sao? Trả không? Ở đây là chị nắm chùm nha. Đàn em chị nhiều lắm nha. Em là quản chị nó xử đẹp em luôn á. Nè chị. Thấy không? Nãy giờ đưa sớm là được rồi. Khang giọng luôn à. Chị xin lỗi em chứ mấy cái này chị không có can thiệp vô được đâu. Chị can thiệp vô tụi nó tới tụi nó phá quán chị chết luôn á. Dạ thôi em biết rồi. Quán mình có gì ăn không chị? Có đây. Nữa hả chị? Bông lan nằm cánh trời nghỉ
kem da. Chị bán bánh bông lan hả chị? Không, chị bán kem. Dạ vậy thôi chị bán em cây kem đi chị. Tao bán kem trộn mày ăn sao được. Bán kem trộn. Bán kem trộn. Dân xin giới thiệu với em và mọi người, đây là kem trộn Lê Trang. Kem trộn Lê Trang với chiết xuất 100% thiên nhiên từ thảo dược tự nhiên của trái lê và hoa trang. Kem trộn Lê Trang không phẩm màu, không quá chất, không bánh tráng trộn. Hả? Hả? Gì có bánh tráng trộn nữa chị? Không bánh tráng trộn, ý là không trộn bánh tráng vô, không có tạp chất á, 100% thiên nhiên đó. Xài kem trộn Lê Trang, quý vị có làn da trắng mịn không sợ bị gãy rụng. Bạn sợ nắng, bạn sợ đen, bạn sợ chồng ghen, bạn sợ chồng bỏ, đừng lo, đã có kem trộn Lê Trang. Kem trộn Lê Trang đánh tan vết bẩn. Mua đi em, có 20.000 một hũ thôi mà về đảm bảo là bao trắng, không bao giờ tìm chị. Là sao không bao giờ tìm chị? Biết tại sao không? Sao vậy? Tại vì em bỏ mối khắp nơi rồi, không bao giờ tìm được em được. Ờ, giờ anh mua cho em hũ đi, trắng lắm. Anh coi nghe, công dụng đặc biệt nè, quẹt một miếng trắng không? Làm lại. Nhìn kỹ nha, quẹt một miếng trắng không? One more time, một lần nữa thôi. Trời, quẹt một miếng trắng không? Trắng đúng không? Đó, bởi vì em nói khứa qua. Sao vậy chị? Đi ngoài đường á, bụi nó bám vô. À, da trắng quá đó, sức kem trộn, cái mũi nó chích, nó thích. À, dạ, em không có mua chị ơi. Em mua đi, dạ. Có 20.000 hả? Dạ thôi, em không có mua đâu. Trời đất ơi, ra quá thì ra không mua hả? Dạ không. Thôi được rồi, chị cũng dễ tính lắm. Dù mình buôn bán thì hiền lành, không mua thôi. Giờ làm cái ảo thuật tặng chơi trước khi đi được không? Ảo thuật hả chị? Ảo thuật tặng em. Dạ. Cho chị mượn tờ 20.000. Nhanh. Nhanh đi. 20 hả chị? Ừ, bước ra đây. Giờ chuẩn bị về sau đây là Lê Trang sẽ ảo thuật một tiết một 20.000 biến quá. Bây giờ em phải nhắm mắt lại. Em nhắm mắt lại và em tưởng tượng một cái khu vườn thiệt là đẹp. Nhắm mắt lại đi em. Rồi đưa hai bàn tay đằng trước. Sau khi chị đếm 1, 2, 3 là em sẽ mở mắt ra. Điều kỳ diệu sẽ xuất hiện trước mặt em được không? Dạ. Rồi chuẩn bị nghe. Dạ. 1, 2, 3 mở mắt ra đi. Trời ơi, từ 20.000 mà bàn tay em cũng được một hộp kem luôn. Chị quá xuất sắc. Ủa, là chị lừa đảo em hả? Chứ lừa đảo chị em xin lỗi chị, em lỡ lời chị. Sao vậy? Em nói chị lừa đảo. Thì chị lừa đó em. Lừa đó thì coi như là bán được hộp kem được 20.000, đâu có gì đâu em, bình thường mà. Sao vậy luôn hả chị? Vậy đó, được 20.000 rồi xong rồi, xài đi nha. Ừ, tạm biệt em. Dễ thương dễ sợ, đi nha. Trời ơi, nhưng mà em đâu có xài mấy cái kem này đâu. Ở trên đây em phải như dưới đâu mà cứ tin người ta như vậy. Rồi bây giờ tiền đâu về? Em cũng không biết. Cái gì nữa vậy? Ủa gì nữa vậy chị? Có nên giúp không chị? Chị thấy cũng giống thiệt, nhưng mà không biết sao nữa em ơi. Để em ra em coi thử coi sao chị. Anh ơi, anh gì ơi, anh ơi. Sẵn sỡ. Ủa là sao vậy chị? Vậy là em bị lừa thêm lần nữa rồi đó. Chắc không phải đâu chị, tại vì em đâu có bị mất cái gì đâu mà lừa chị. Em thử em kiểm tra lại. Cái đi. Ba lô của em luôn rồi chị ơi. Thôi
Trời ơi. Thôi ta chứng kiến quá nhiều vụ rồi, bây giờ không còn cảm xúc với mấy cái vụ này nữa rồi. Giờ sao giờ chị? Là cái ba lô ở trong đó có cái gì? Có tiền dành dụng của em trong đó. Mất hết luôn rồi hả? Giờ mất hết luôn rồi chị ơi. Em từ dưới quê lặn lội xa xôi lên đây nè. Em lên đây để em kiếm việc làm phụ cho ba mẹ em. Mà giờ em mất hết rồi. Giờ sao em về quê cho chị? Khổ quá à, đã nói rồi. Ở trên đây không phải ai em cũng tin được đâu. Nói từ nãy tới giờ hả, cứ hết tin đứa này tin đứa kia. Quay lại đây. Chị. Thôi đi, mệt quá. Sáng giờ tao bán không có nhiều tiền hết á. Nhưng mà thôi kệ, coi như giống như hôm nay bán không có lời. Vậy đi, cầm tiền á đi về. Chị. À, mai mốt quá tỉnh táo lên một chút. Chị. Cái gì? Em cảm ơn chị nhiều. Không ngờ trên cái đất Sài Gòn này em còn gặp một người tốt như chị. Thôi đi đi. Đi đi, để trễ xe bây giờ. Em về nha chị. Đi đi. Khi nào em có tiền em sẽ quay lại trả cho chị. Ừ. Em cảm ơn chị. Bánh xe bên đây. Dạ. Em đi nha chị. Thiệt tình luôn á. The one, the two, the three, the four. Mày ra nhanh lên coi. Gì vậy? Mới lấy được tiền nhiều sợ ăn cướp bà ơi, đứa nhỏ nhỏ thôi. Ai cướp mày, tưới mày như con voi nước vậy đó. Nói tao coi lại mình. Ê! Lại đây Bẹo. Anh Bẹo. Anh kia bước qua đây. Bỏ vô tiền, bỏ vô. Nè. Còn giấu nào nữa. Nè mệt quá à. Thấy ghê thiệt, gian lận. Đi ra. Gì nữa? À đúng rồi, ba lô nữa. Sao lẻ 500 đồng trong đó nữa? Rồi ra luôn, ra luôn, ra luôn. Ờ, tốt. Nhanh nhanh đi em ơi. Rồi bỏ một lượt đi mấy đứa. Ờ, vậy đi. Trời ơi. Đếm tiền. Tao đếm. Chết rồi hả? Cái con mập kia ra đây. Ra đây. Hai con mập làm chi con mập nào? Cái con mập kia kìa, cái con mập trắng. Ê, mập lùn, mập lùn, mập lùn chứ. Là mày 1m54 nha, lộn đâu lộn. Chị hai tụi bay chết rồi hả? Hả? Tiền mỗi ngày phải đưa đây đủ chứ. Trời ơi. Ước gì đâu không rồi. Bởi vậy tôi nói mà, cái thế giới này không có tin được ai hết á. Trong mặt mà bắt hình dong á là lầm rồi. Trời ơi. Và xin mời chúng ta cùng lắng nghe phần nhận xét từ phía giám khảo. Em ơi, tiểu phẩm rất là tốt. Mọi người cứ phải nghĩ là tiểu phẩm là có phép có bài học tư tưởng. Chị không cần, cứ cần xoáy vô một chỗ là tụi em giải quyết vấn đề. Em giải quyết vấn đề rất đẹp. Mà khi mà hai đứa tụi em diễn á, chị thấy tụi em không có lòng tin. Giống như tại sao tiếng cười nó không ở mình, mà trong khi hai cái bà phụ, bà duyên dáng, bị bà phụ mà đâu có áp lực thi, hôm nay Trang đâu có áp lực thi đâu, bà diễn thông dong vậy đó. À, tiểu phẩm này nó làm cho anh, cá nhân anh ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác. Anh có lời khen hết tất cả đó, đặc biệt là thân. Em với Việt Hương em cũng giống em lắm hả này. Trời đất ơi, nếu mà nhắm mắt lại tưởng rồi chắc Việt Hương đâu quẩn quẩn ở trên kia kia rồi. Nói chung là một tiểu phẩm nội dung nhẹ nhàng, yếu tố bất ngờ có. Mình cũng đang đón, đang chờ đợi là chắc có lẽ là cái cậu con trai này, cậu sẽ là người lật kịch, cậu sẽ là người thâu tóm tất cả những tiền của những cái người kia. Nhưng mà cuối cùng thì lại lật khác mình suy nghĩ, rất là bất ngờ. Bây giờ bốn bạn tin đi, điểm các bạn sẽ rất cao. Xin mời giám khảo Việt Hương, 9.5. Xin mời nghệ sĩ Chí Tài, 10 điểm. Điểm số của anh Lý Hải sẽ được giữ lại. Và bây giờ sẽ là điểm số từ 100 khán giả tại làng hài chúng ta đến đây. Xin mời. Điểm số của khán giả dành cho đội Divo ở đêm nay là 9.3 điểm. Xin được chúc mừng đội Divo.